Hà Nội, trái tim của cả nước, cũng là nơi hội tụ nhân tài vật lực của cả đồng bằng Bắc Bộ trong hơn 1.000 năm qua. Kể từ sau đổi mới, quá trình hội tụ này lại càng nhanh hơn, khiến Hà Nội trở thành một trong hơn 20 đại đô thị trên toàn thế giới. Với nguồn nhân lực vật lực khổng lồ tích lũy được của Hà Nội, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước. Đây là một nhiệm vụ lớn và không hề dễ dàng với Hà Nội, khi hơn 1.000 năm qua về kinh tế, Hà Nội là nơi hội tụ rõ rệt nhưng lan tỏa một cách mờ nhạt, chưa nói tới vai trò đầu tàu, động lực phát triển kinh tế cho các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng. Đây là một trong nhiều điểm bán tour du lịch của các doanh nghiệp du lịch lữ hành ở trung tâm Hà Nội. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp này liên tục phát triển các tour du lịch tới các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng nhằm phục vụ du lịch khách nước ngoài. Đó được xem là nỗ lực thúc đẩy liên kết vùng của ngành du lịch các tỉnh trong khu vực, đặc biệt là ngành du lịch thành phố Hà Nội. Với cái vai trò là trung tâm du lịch của khu vực phía Bắc, thì Hà Nội cùng các địa bàn trọng điểm về du lịch khu vực xung quanh như Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đều đã có các sự phối hợp trong cái công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch thời gian qua. Điều này thì cũng sẽ đảm bảo cho một cái môi trường du lịch phục vụ cho khách thực sự là an toàn, hấp dẫn và đảm bảo cái việc mà phối hợp trong các cái kế hoạch phát triển du lịch giữa các địa phương. Với vai trò là thủ đô, cũng là địa điểm du lịch văn hóa đặc sắc, Hà Nội là điểm đến hàng đầu đối với du khách đến từ vùng miền khác và du khách quốc tế. Sự chủ động kết nối với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian qua, một phần là để hoàn thiện các sản phẩm du lịch lữ hành của chính Hà Nội, nhưng mặt khác cũng tạo ra sự lan tỏa về kinh tế du lịch tới nhiều tỉnh thành trong vùng. Nhưng du lịch là lĩnh vực hiếm hoi, tạo ra được sự lan tỏa rõ rệt về kinh tế từ Hà Nội tới các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ của Hà Nội phải trở thành đầu tàu, tạo hiệu ứng lan tỏa, là trung tâm, động lực phát triển vùng và cả nước. Đó là một nhiệm vụ lớn và không hề dễ dàng. Trước nhiệm vụ đó, Thành ủy Hà Nội nhanh chóng ban hành chương trình hành động và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình hành động do Thành ủy đề ra. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển liên kết vùng. Hiện tại thì Hà Nội đang là đầu mối kết nối của tất cả các tỉnh, từ đường hàng không, đường sắt, đường bộ, các đường quốc lộ đều qua Hà Nội và kết nối đến các tỉnh. Thế thì hiện tại thì thành phố Hà Nội cũng đã tập trung xây dựng, thúc đẩy đầu tư, trước tiên là nâng cấp các cái tuyến đường kết nối với các tỉnh, cũng như các cầu kết nối với các tỉnh lân cận. Hiện trong năm 2023 thì thành phố Hà Nội cũng đã khởi công và đang triển khai rất tích cực cái đường vành đai 4 dài 113 km qua các cái tỉnh xung quanh của thành phố Hà Nội và chạy qua địa bàn của Bắc Ninh và Hưng Yên. Thì với những cái hệ thống kết cấu hạ tầng này thì cũng sẽ hỗ trợ tạo ra một cái không gian phát triển kinh tế cho các tỉnh xung quanh và đồng thời cũng hỗ trợ cho các tỉnh xung quanh kết nối ngắn hơn đối với Hà Nội và cũng như là kết nối giao thương, kết nối phát triển hàng hóa, kết nối du lịch. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng giao thông chỉ là tạo ra cơ sở cho sự kết nối cũng như lan tỏa kinh tế từ Hà Nội tới các tỉnh trong vùng. Vấn đề quan trọng nhất là nội dung lan tỏa, cơ chế lan tỏa, mức độ lan tỏa không thể được quyết định bởi hạ tầng giao thông. Những vấn đề đó cần được giải quyết trong một quy hoạch tổng thể về phát triển thủ đô, trong đó lựa chọn đâu là lĩnh vực chủ lực, có thể đóng góp vai trò đầu tàu, động lực vùng, để từ đó cung cấp cho lĩnh vực đó một không gian phát triển tương xứng. Và Hà Nội đang nỗ lực thực hiện phần việc này. Thành phố Hà Nội thì hiện tại là thực hiện nghị quyết 30 và cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ của quy hoạch thủ đô thì đang triển khai đồng thời ba cái nhiệm vụ
trọng tâm lớn. Thứ nhất là xây dựng quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Đồng thời thì cũng đang triển khai thực hiện cái nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến 2045, tầm nhìn đến 2065. Và song hành cái nhiệm vụ đó thì cũng đang xây dựng, rà soát để xây dựng cái luật thủ đô mới để xác định các cái cơ chế đặc thù cho thủ đô. Và trong tất cả các cái nội dung nhiệm vụ này thì đều xác định như là trong cái nghị quyết của 30 và cũng như là tiếp thu các cái chỉ đạo tại nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, thì xác định Hà Nội là một cái đầu tàu trọng tâm phát triển của cả vùng đồng bằng sông Hồng và cũng như là vùng kinh tế phía Bắc. Xây dựng quy hoạch, đồng thời xây dựng cơ chế pháp lý vượt trội là những điều kiện tiên quyết để giải phóng tiềm lực của thủ đô và hỗ trợ phát triển những lĩnh vực thủ đô có lợi thế phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Tại quy hoạch lần này, nhiệm vụ trở thành cực tăng trưởng có vai trò lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đã được đưa lên hàng đầu trong quan điểm chung về phát triển thủ đô. Đúng là cái mối quan hệ giữa Hà Nội với phát triển vùng, đó là một cái mối quan hệ tác động hai chiều. Trước hết, Hà Nội là một cái trung tâm mà nó có thể quy tụ, nó có thể thu hút được các cái nguồn lực, các cái tinh hoa phát triển của các cái vùng. Và hầu như những các cái phát triển rất đặc thù ở các cái đỉnh cao nhất thì sẽ tập trung vào khu vực Hà Nội. Và từ những cái phát triển đó thì nó tạo ra cái dẫn dắt, ví dụ chẳng hạn như là những sản phẩm về khoa công nghệ, những cái sản phẩm mà cốt lõi thì nó tạo ra cái dẫn dắt để lan tỏa phát triển của các cái vùng ở bên cạnh. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, vẫn chưa có sản phẩm khoa học công nghệ nào của Hà Nội tạo ra sự dẫn dắt tới các tỉnh lân cận. Ở góc nhìn tổng thể, hiện Hà Nội chưa phác họa được một cơ chế lan tỏa về kinh tế khả dĩ với nhóm các lĩnh vực có khả năng tạo động lực đối với vùng đồng bằng sông Hồng. Và sự lan tỏa mà quy hoạch đưa ra vẫn chỉ là lý thuyết chung chung, chưa có gì cụ thể. Điểm nghẽn vừa qua tức là chưa xác định, chưa phát huy hiệu quả của Hà Nội để một vai trò là thủ đô với cả các cái vùng nêu như trên. Vậy thì quy hoạch lần này phải xác định được mối quan hệ này, tức là Hà Nội với vùng như thế nào, vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, rồi là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thì đây là những vấn đề tôi cho cần phải lựa. Thì trong quy hoạch lần này còn rất nguyên lý chung chung, chưa đề cập đến vai trò của Hà Nội thế nào. Nghị quyết số 30 đặt ra mục tiêu Hà Nội là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng. Dựa trên thực tiễn, Hà Nội đã có sự thay đổi về chất, trở thành đại đô thị tầm thế giới với mức độ tập trung các nguồn lực kinh tế chưa từng có trong lịch sử. Nhưng để tạo ra sự lan tỏa chưa có tiền lệ đó là một nhiệm vụ thực sự khó cho thành phố Hà Nội. Trong hoàn cảnh đó, việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối với vùng đồng bằng sông Hồng là điều kiện tiên quyết để phát triển giao thương và lan tỏa các thế mạnh, các nguồn lực. Cùng với đó, quy hoạch thủ đô cần xác định rõ đâu là lĩnh vực có khả năng lan tỏa, cơ chế lan tỏa của lĩnh vực đó. Để từ đó, quy hoạch một không gian phát triển tương xứng và thuận lợi. Chỉ có như vậy, Hà Nội mới có thể thực hiện vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng mà nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đã đề ra.